Tiểu mục tiếp theo trong chương trình nói về cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó chính là làm cha mẹ. Và có lẽ trong một khoảng thời gian gần đây, những ngày gần đây thì dư luận rồi thì cộng đồng mạng cũng đã hết sức xôn xao trước sự việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành cho tới chết đúng không ạ? Và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta vẫn không khỏi bàng hoàng cũng như là xúc động và cũng như là thương tâm cho cháu bé khi bị người dì ghẻ là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đánh đập hành hạ mà cũng đã được người gọi là bố đẻ đó chính là Nguyễn Kim Trung Thái lại cũng chính là cái tiếp tay cho người tình của mình hành hạ chính mình. Và quá trình điều tra xác định vụ việc rất nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh cũng đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để có thể mở rộng điều tra về hành vi tàn ác của dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái đã gây phẫn nộ trong dư luận. Và trước những chứng cứ mới thì cơ quan điều tra cũng đang xem xét hồ sơ truy tố với tội danh giết người cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Và có lẽ là trong chúng ta hầu hết những ai mà đang dành tình yêu thương cho các con em của mình chắc chắn là cũng không khỏi xúc động, cũng không khỏi những cái tâm lý bất bình và rất rất muốn lên án những cái đối tượng như thế này cùng với những sự việc như thế này đúng không chị Ban Anh? Chính xác là như vậy, bởi vì là trong hình dung của tất cả mọi người khi mà chúng ta nghĩ tới trẻ thơ là khi mà chúng ta nghĩ rằng là đó sẽ là những đứa trẻ nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Đơn giản là kể cả có thể là có những người không phải là máu mủ ruột thịt ở đi ra ngoài, chúng ta gặp bất cứ đứa trẻ nào đáng yêu dễ thương là ngay lập tức chúng ta có thể nở nụ cười và chúng ta thấy rằng là muốn cưng nựng, chúng ta muốn vỗ về. Nói chi là những người thân trong gia đình thì ai cũng nghĩ rằng là đó sẽ là nơi mà trẻ được an toàn, đó là nơi mà trẻ được nuôi nấng, đó là nơi mà trẻ được giáo dục một cách tốt nhất. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra thời gian gần đây, đặc biệt là vụ việc liên quan tới cháu bé 8 tuổi đã bị hành hạ cho tới chết thì đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh và khiến tất cả chúng ta đều phải bàng hoàng. Cháu bé bị bạo hành, tuyệt vọng và không biết làm gì, thậm chí là không trông chờ được vào ai có thể cứu giúp mình, im lặng để cho bạn gái của bố mặc sức đánh và hành hạ cho tới chết. Vậy thì khi bị bạo hành trẻ sẽ cần làm gì, hay là khi bị đánh đập hành hạ những người xung quanh có thể làm gì để giúp trẻ trong trường hợp này, chính là câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra trong những ngày vừa qua. Bạo lực gia đình thì không chỉ là đánh đập mà có rất nhiều những hình thức bạo lực khác nhau xảy ra đối với trẻ. Nó có thể đến từ bố mẹ, anh chị hoặc những người khác sống cùng với trẻ. Có những kiểu bạo lực gia đình khi trẻ sống trong một gia đình mà chúng ta thường xuyên nghe thấy những tiếng la hét, chửi bới, ném đồ đạc, xô đẩy hay là đánh nhau thì có nghĩa là bạo lực đang xảy ra đối với trẻ. Chúng ta có trách nhiệm sẽ cần phải lên tiếng giúp đỡ, tìm tới các cơ quan chức năng có tiếng nói để giải quyết được vụ việc này. Con trẻ chính là đối tượng cần được gia đình và xã hội bảo vệ. Tuy nhiên rất khó để chúng ta có thể biết những cuộc bạo hành diễn ra trong gia đình bởi thường diễn ra ở phía sau cánh cửa. Và nhiều người thì hay nói rằng là đóng cửa bảo nhau, nên là trong cuộc sống hiện đại người ta rất là ngại khi mà xen vào câu chuyện của một gia đình nào đó. Và chúng ta chỉ nhận ra đó là bạo hành khi mà đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng tinh thần cho tới thể xác. Bởi vậy, đối với bạo hành gia đình, trước khi nhờ tới sự can thiệp của các cơ quan, tổ chức xã hội, điều quan trọng nhất là dạy trẻ nhận biết được bạo hành và dạy chúng kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Vâng, chính xác là như vậy. Và khi mà cha mẹ là người đồng hành cùng với các con của mình thì họ cũng sẽ là người có thể giúp cho các con tránh được cái vấn nạn bạo hành này. Vâng, thì thấy rằng là các ông bố bà mẹ trẻ rồi thì cũng có rất nhiều những cái quan niệm dạy con khác nhau. Như ban nãy chị Vân Anh cũng có nhắc tới là đóng cửa để bảo nhau, có thể là bố mẹ có thể sẽ trao đổi để có thể cùng đưa ra một cái phương án dạy con một cách hợp lý nhất. Hay là có những ông bố bà mẹ có sẽ có một chút những cái tư tưởng của các ông các bà hồi xưa đó, có thể nói là thương cho roi cho vọt này, hay là cha mẹ có quyền hoàn toàn quyền dạy con vân vân và vân vân. Mỗi một gia đình thì sẽ chọn cho mình những cái cách dạy con hợp lý, thế nên vẫn có những cái trường hợp bạo hành trẻ đâu đó vẫn diễn ra nhưng con trẻ hoặc thậm chí là người lớn lại không hề nhận biết được rằng đó là bạo hành. Ví dụ như trước những cuộc ly hôn, khi mà trẻ ở với bố mẹ hoặc người thân thì chúng ta cần dạy cho con trẻ nhận thức về bạo hành, nhận thức về sở hữu thân thể của mình ngay từ khi mà trẻ còn nhỏ. Khi mà trẻ lớn dần thì cha mẹ có thể dạy trẻ về các quyền về thân thể hay là cách bảo vệ thân thể. Không ai được động vào cơ thể của trẻ trừ khi là thật sự tin tưởng. Và hãy dạy trẻ biết phân biệt đâu là dạy dỗ, đâu là bạo hành. Bởi vì hầu hết các trường hợp trẻ bị bạo hành trong gia đình đều do bố dượng mẹ kế, hay là những kẻ nghiện rượu, hay là những người thất nghiệp hoặc chịu áp lực tâm lý nào đó gây ra, mà chúng ta cũng đã thường thấy trong rất nhiều những vụ bạo hành xảy ra vừa rồi. Vì vậy, những người thân trong gia đình phải có trách nhiệm bảo vệ và hướng dẫn trẻ tự bảo vệ mình.
Người lớn chúng ta cũng sẽ cần phải nói chuyện cũng như là tâm sự với trẻ nhiều hơn để trẻ có thể hiểu rõ hơn về những cái hành vi tâm lý, hay là chỉ có thể đơn giản là giải đáp những cái thắc mắc của trẻ nếu như trẻ gặp phải những cái biến cố nào đó, đúng không ạ? Và để có thể giải thích với trẻ thì chính người lớn chúng ta cũng sẽ cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và chúng ta hiểu rõ như thế nào là bạo hành đối với trẻ. Thông thường khi mà nghe tới hai từ bạo hành thì mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đó là những hành động mà có động tay động chân, có sử dụng roi vọt, nhưng mà thực tế thì có rất là nhiều những hành động cũng sẽ được coi là bạo hành đối với trẻ. Đầu tiên đó chính là lời nói. Chúng ta hay nói rằng là lời nói thì chẳng mất tiền mua, hay là lời nói thì gió bay. Tuy nhiên lời nói cũng sẽ có sự sát thương rất lớn, đặc biệt là với những đứa trẻ nhạy cảm. Thì việc mà có thể chúng ta không kiềm chế được những cơn giận dữ của mình, chúng ta la hét, chúng ta chửi bới, chúng ta cáu gắt và có những lời nói làm tổn thương trẻ, đó cũng chính là một trong những cách khiến trẻ cảm thấy bị bạo hành và bị tổn thương. Tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta đánh đập, dùng roi vọt hay là ném đồ đạc và làm tổn thương tới thể trạng của trẻ. Điều nữa đó chính là khi mà trẻ ở trong môi trường gia đình thì ai cũng hiểu là trẻ sẽ được nuôi nấng và giáo dục. Và nếu như mà chúng ta không cho trẻ một sự chăm sóc đầy đủ thì đó cũng chính là một cái sự bạo hành. Và thêm nữa, có rất là nhiều nơi, nhiều gia đình thì có thể lạm dụng trẻ bằng cách là bắt trẻ làm quá nhiều việc không phù hợp với lứa tuổi, hay là bắt học quá nhiều, lao động quá sức. Và tất cả những hình thức nói trên thì đều là những hành động bạo hành trẻ, và trẻ có thể gặp được nhiều hình thức bạo lực khác nhau mà trẻ sẽ cần có sự phân biệt và lên tiếng. Người lớn và gia đình cũng như là các bố mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu rằng bạo lực với trẻ là hành động sai trái và cũng là một tội ác. Những người có hành vi bạo lực với trẻ thường đổ lỗi cho trẻ phải chịu trách nhiệm hay là xấu hổ hoặc là có lỗi với những gì mà mình xảy ra. Và việc giữ kín khi bị bạo lực, bạo hành là một cách vô cùng nguy hiểm, không an toàn. Chúng ta cần nói với con trẻ rằng chúng ta phải bảo vệ chính mình, và trẻ phải nói việc mình bị bạo lực với ai đó mà mình tin tưởng, gần nhất là cha mẹ, anh chị hoặc ông bà, những người thân yêu trong gia đình, những người mà mình tin tưởng, có thể như là cô giáo, thầy giáo hoặc là bạn bè hoặc là những thành viên khác trong gia đình, bởi vì điều đó có thể mang lại sự an toàn cho trẻ và giúp cho trẻ sẽ giảm bớt phần nào những áp lực về mặt tâm lý. Hơn thế nữa, trẻ chúng cũng cần phải dành thời gian, nếu như đã bị bạo lực như thế nào thì cũng cần phải có được những khoảng thời gian để trẻ sẽ giải thích cho mọi người hiểu, cũng như là tình trạng nguy hiểm của mình, hiểu được hoàn cảnh mà trẻ đang phải đối mặt để có được những phương án giải quyết hợp lý nhất. Có thể là sử dụng điện thoại, nhắn tin hoặc viết thư, hoặc là gửi tin nhắn, hoặc là vẽ những bức tranh để thể hiện tình trạng rằng là mình đang ở trong một trường hợp bị bạo hành, cần phải khẩn cấp được giải cứu, hay là có thể là được giải quyết một cách nhanh nhất. Hoặc là có rất nhiều những trường hợp khi mà khó khăn không thể nói được trực tiếp, nhất là với con trẻ trong tình trạng có thể bị khống chế hay là bị đe dọa với những cái trường hợp nghiêm trọng, thì có lẽ là một cách hiệu quả nhất để nói với người khác về tình trạng nguy hiểm của mình đó chính là đưa ra những cái ký hiệu, những ám hiệu, giống như là một số trẻ trong những cái vụ bạo hành trên thế giới mà chúng ta cũng đã từng được chứng kiến. Một số trẻ khi mà đã bị bắt cóc trong ô tô thì cũng đã rất là thông minh khi mà gửi những cái ký hiệu bằng chân, bằng tay, hoặc là viết nhanh ra giấy để có thể giúp cho người khác có thể nhìn thấy, để có thể giải cứu mình trong một gang tấc, đúng không ạ? Và khi mà nghe tới ví dụ mà Phương Thúy nói thì Vân Anh nghĩ rằng là ở những gia đình mà có những đứa trẻ biết cách xử lý như vậy thì chính gia đình cũng đã trang bị trước cho trẻ những cái kỹ năng để có thể ứng xử, để có thể ứng biến khi mà cảm thấy là bản thân mình bị nguy hiểm và bị đe dọa. Tuy nhiên với rất là nhiều trường hợp thương tâm thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chính bản thân trẻ đang không có niềm tin vào những người xung quanh, bởi vì rõ ràng khi thấy những người thân yêu nhất đối với mình, những người sống chung trong căn nhà của mình mà còn thờ ơ và thậm chí là có những hành động đánh đập bản mình, thì đôi khi đứa trẻ sẽ nghĩ rằng vậy thì ai sẽ giúp mình đây, nếu như những người thân nhất, ví dụ như trong câu chuyện vừa rồi thì nếu như mà chúng ta không nói tới mẹ kế thì còn có bố đẻ của em bé, mà trong khi thấy rằng là cái sự thờ ơ của bố như vậy thì đôi khi sẽ khiến cho trẻ mất niềm tin vào tất cả những người xung quanh, đến người ruột thịt của mình còn không quan tâm, vậy thì ai sẽ quan tâm. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà chúng ta đã hướng dẫn cho trẻ ý thức từ trước để giúp trẻ hiểu được quyền lợi và mình luôn luôn được bảo vệ thì trẻ sẽ đầu tiên là dám lên tiếng. Dám lên tiếng thì trẻ có thể chia sẻ với bất cứ ai mà trẻ gặp, và tất nhiên tốt nhất đó sẽ là những người thân, có thể là ông bà, có thể là những người trong gia đình, bố mẹ, anh chị em hay là anh chị em họ, và nếu không thì chúng ta nói tới là hàng xóm. Người ta hay có một cái câu là bạn anh em xa mua láng giềng gần, đó chính là nói tới vai trò của những người hàng xóm khi mà ở cận kề, có thể là người thân đang ở xa, đặc biệt là khi mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì chúng ta thấy rằng là trẻ không đến trường, không tiếp xúc với thầy cô, không tiếp xúc với bạn bè, những người thân có thể ở xa và thậm chí rằng là trong khu vực mà đôi khi là rất là hạn chế để đi lại và gặp gỡ nhau, vậy thì những người ở xung quanh chúng ta sẽ là những người mà có khả năng nhiều nhất để có thể giải thoát cho tình trạng của em bé này. Vậy thì chúng ta sẽ cần mạnh dạn lên tiếng và
và chia sẻ. Và nếu như mà chúng ta đang vẫn còn có những cái sự lo ngại hoặc là cảm thấy là mình không gặp được ai hay là không thể di chuyển ra bên ngoài, thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi tới những số điện thoại tổng đài hay những nơi luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận tất cả những trường hợp này và giúp các em. Chúng ta có tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, số điện thoại là 111 và số điện thoại 1900545559 là đường dây nóng của Trung tâm Công tác Xã hội Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 1800909069 là đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là nếu như trước đây mà chúng ta nghe thấy tất cả những cái số hotline tổng đài thì chúng ta thường là không bao giờ nhớ cả. Và chúng ta nghĩ rằng là chẳng bao giờ sẽ có cơ hội để mình gọi hay là mình sử dụng cái số đó đâu. Rồi đến những cái trường hợp mà xảy ra ngay trước mắt chúng ta như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta đã bỏ qua một cái thông tin rất là quý giá. Và Vân Anh nghĩ rằng là chính các ông bố bà mẹ cũng sẽ cần trang bị cho con, thậm chí là có thể ghi cho con một cuốn sổ đâu là những cái số điện thoại mà trong những trường hợp khẩn cấp mà con cần ghi nhớ. Bởi vì trẻ có thể bạo hành ở những cái lứa tuổi rất là nhỏ khi mà trẻ không thể có một cái trí nhớ tốt. Ví dụ như là khi mà trẻ mới mầm non hay là mới đi học cấp 1 chẳng hạn, thì kể là chúng ta có một cuốn sổ đâu là số điện thoại khi mà có cháy xảy ra, đâu là số điện thoại có thể gọi tới công an, đâu là có số điện thoại gọi cấp cứu, và bên cạnh đó là những cái số điện thoại bảo vệ trẻ em như thế này, thì Vân Anh nghĩ rằng bây giờ thực sự rất cần thiết với trẻ. Chính xác là như vậy, và cha mẹ cần nên đồng hành và cũng như là dành cho con những kỹ năng đó từ rất là sớm càng tốt, để chúng ta có thể hạn chế được những rủi ro, những nguy hiểm có thể mang đến cho trẻ, những nguy hiểm có thể cận kề trẻ ở bất cứ lúc nào, bất cứ môi trường nào, và dù là trẻ có đang ở nhà của mình hay không, hay là ở ngoài xã hội. Và khi mà với những người xung quanh, nếu như chúng ta có vô tình bắt gặp hình ảnh những trẻ em đang bị bạo lực hoặc là nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, thì cũng hãy lên tiếng, cũng hãy ngay lập tức liên hệ với những cơ quan chức năng hoặc là những tổng đài như là chúng tôi vừa nói, để có thể ngăn chặn những cái kẻ xấu có thể tiếp cận cũng như là làm hại tới con trẻ. Và hơn thế nữa, chúng ta có những cái việc làm để củng cố về mặt tâm lý cho trẻ, có thể có một tâm lý vững chãi hơn và có thể tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân mình, có thể là lắng nghe, tin tưởng trẻ. Hãy đưa ra những giải pháp để có thể hỗ trợ cũng như là thể hiện rằng mình đang lắng nghe trẻ, và như vậy trẻ sẽ có thể yên tâm với chúng ta nhiều hơn. Và hãy đừng thể hiện mình rằng là chúng ta đang bị sốc khi mà nghe trẻ nói về một vấn đề nào đó trẻ đang gặp phải. Hãy khuyến khích trẻ nên chia sẻ với mình nhiều hơn nữa để giúp cho con có thể giải tỏa về mặt tâm lý và cùng hợp tác để có thể tìm ra được cho trẻ, kể cả là nếu như chúng ta cần thiết phải báo công an hay là cần tới sự trợ giúp của các cơ quan chức năng. Bởi vì chính bạn sẽ có thể chia sẻ những câu chuyện của trẻ cho nhiều người khác để cùng tìm ra những giải pháp. Chúng ta sẽ giúp cho trẻ sẽ không bị rơi vào những hoàn cảnh ví dụ như là sang chấn tâm lý nặng nề hay là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe hoặc là tinh thần hay khả năng học tập hay là khả năng giao tiếp hay là ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của trẻ. Bởi vì những tình huống khẩn cấp và cấp bách khi mà đến với trẻ, trẻ sẽ rất là khó để có thể ngay lập tức lúc đó xử lý được kịp thời. Và chính chúng ta, những người lớn sẽ là những người luôn luôn bên cạnh, luôn luôn đồng hành và sẽ luôn luôn giúp cho trẻ sẽ thoát khỏi cũng như là hạn chế được những cái rủi ro từ việc bị bạo hành, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là việc giáo dục ngay từ trong môi trường gia đình, từ khi trẻ còn nhỏ là vô cùng quan trọng, để trẻ nhận biết đâu là những dấu hiệu cho thấy rằng là mình đang bị bạo hành, mình đang không được bảo vệ, và đâu là việc mà làm cách nào để trẻ có thể lên tiếng và để tự bảo vệ chính mình khi mà chúng ta đang cảm thấy rằng là không có ai giúp đỡ cả. Thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm được là tìm cách lên tiếng, tìm cách thông báo cho mọi người khác có thể biết được. Và tất nhiên có thể có những cái trường hợp mà nếu như trong tình huống mà chúng ta đang cảm thấy quá nguy cấp và chúng ta thấy rằng là tính mạng của mình đang bị đe dọa, thì chúng ta cần phải có những kỹ năng thoát hiểm. Ví dụ như làm thế nào để chúng ta có thể tháo chạy. Bởi vì ví dụ như là trong lúc mà chúng ta đang bị đánh đập mà chúng ta thấy rằng là người bạo hành đang sử dụng những cái hung khí mà chúng ta thấy rằng là gây nguy hiểm tới tính mạng chẳng hạn, thì thực sự là lúc đó chúng ta không có nhiều thời gian đủ để gọi được cuộc điện thoại và chờ người khác đến cứu, hoặc là gọi người thân mà đang ở xa, thì ra là nước xa không cứu được lửa gần. Thì lúc đấy chúng ta lại phải có những cái kỹ năng để xử lý trong tức khắc. Mà lúc đấy thì mọi người hay nói rằng là 36 kế chuồn là thượng sách. Thì làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi được cái không gian đấy, làm thế nào chúng ta thoát khỏi cái vòng vây bạo hành đó, thì đấy cũng chính là điều mà chính các bậc phụ huynh chúng ta nên dạy trẻ. Bởi vậy là Vân Anh thấy nhá, đó là nhiều bậc phụ huynh ấy đã có ý thức là cho con đi học những lớp kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng thoát hiểm này, hay là những kỹ năng học võ để tự vệ. Học võ không phải là để chúng ta gọi là đi gây hấn đánh nhau. Có những người là học võ để rèn luyện sức khỏe, và có những người học võ và
chủ động luôn là con muốn học những kỹ năng tự vệ. Ví dụ như là khi ra đường mà gặp những người mà gây nguy hiểm cho mình có kỹ năng tự vệ như thế nào, hay trong những trường hợp bạo hành làm thế nào chúng ta đỡ, làm thế nào chúng ta ngã xuống mà tránh việc là chúng ta bị va đập và những cái bộ phận gây tổn thương trong cơ thể. Đó cũng chính là những kỹ năng mà bình thường chúng ta nghĩ là không sử dụng, nhưng thực sự nó lại quá cần thiết, bởi vì nếu như mà chúng ta gặp phải thì hoàn toàn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng và gây ra những cái hậu quả rất là lâu dài. Và nếu như mà chúng ta phát hiện ra những đứa trẻ bị bạo hành thì việc người lớn nên làm đầu tiên đó chính là đưa trẻ tới cơ quan y tế để kiểm tra về sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ, cũng như là giám định về mức độ thương tật. Tiếp nữa là chúng ta sẽ cần ổn định tinh thần và động viên trẻ, và tránh việc là để trẻ gặp lại người bạo hành mình hay là quay trở lại cái không gian mà mình đã bị bạo hành. Còn nếu như mà trẻ vẫn phải ở cùng với kẻ gây bạo lực thì người lớn trong gia đình chúng ta sẽ cần nhờ tới sự can thiệp của hội phụ nữ hay là chính quyền địa phương hoặc là những cơ quan bảo vệ trẻ em. Và chúng tôi hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi thì một lần nữa chúng ta đã ý thức hơn và hiểu rõ hơn về việc giáo dục trong gia đình, trong việc là hướng dẫn trẻ làm thế nào để tự có thể bảo vệ bản thân khi mà bị bạo hành.